À, đây ông bà cô bác ơi, thì nãy trong lúc mà Khánh trò chuyện quay hình á, thì cũng có một người anh là cũng ở Sài Gòn á, anh Tài ở Sài Gòn. Thì hôm nay thì Khánh cũng có đặt lịch hẹn với anh ở đây, thì anh cũng xuống dưới đây rồi. Thì bây giờ Khánh cũng chia sẻ một số hình ảnh ở đây để gửi đến những quý khán giả, quý mạnh thường quân mình cùng xem luôn. Anh Tài ảnh xuống đây để lấy thuốc để gửi qua bên Mỹ á. Dạ. Dạ em chào anh. Anh đang nói chuyện đó hả? Dạ. Bây giờ em làm việc với anh nè. Xong rồi, em xong rồi bây giờ em làm việc với anh. Dạ em quay anh đó. Anh nói chuyện với người đặt thuốc hả? Dạ. Anh cứ nói cho nó anh cứ nói đi em cho mà thấy là máy em thấy rồi. À vậy là cô là ở, bác là ở bên nước ngoài. Dạ. Dạ vô ngồi đi chứ đứng chi, hai anh em tự nhiên đứng không. Em đặt máy quay đây rồi vô em sẽ xuống. Đặt cái này hả? Dạ đúng rồi, em rót ra chai luôn rồi đó. Trời ơi, anh ngồi xuống đi, có gì trò chuyện với bác luôn, em phải hướng dẫn cụ thể luôn ha. Dạ là bác bây giờ là đang ở nước ngoài luôn. Đây bây giờ là ảnh đang điện điện thoại trực tiếp cho người mẹ là ở bên Mỹ đây ông bà cô bác ơi. Thì Khánh vô trong đây. Trời ơi. Anh uống nước gì em lấy nước Dạ mát uống dạ ha, dạ được lấy nước anh. mát đi ha. Dạ dạ được ạ. Nó thấy không? Nó thấy thuốc không? Ở vậy là ở bển Đang là nói chắc chuyện với má. ở giờ ở bển là chắc bác xem video hả? Coi coi YouTube của anh á. Dạ anh uống nước đi em Con uống dạ đúng chai, rồi. Má con biết vợ con biết anh hai anh ba biết anh hai con uống nước luôn là anh. Dạ anh chỉ cái công thức đi anh nói đi anh ta má anh thấy chỉ công dạ thức uống dạ em lấy luôn cho, để em đưa cái mic để em lấy luôn, em quay là em nhìn cho, để em nói chuyện em quay luôn cho, để nhìn mặt cô coi làm hàng này sao. đi đừng có điện thoại anh uống ư rồi. Trời ơi. Dạ con chào bác. Chào con, khỏe không Khánh? Dạ con khỏe. Dạ bác là Sao má bị con khỏe hết hả? dạ con với gia đình khỏe hết bác. Dạ bác là ở bên Mỹ mà ở đâu? Thọ, Cali đó. Dạ ở Cali. Dạ dạ bác bị bệnh tình sao? Nó bị thần kinh đỏ tay chân nó tê hết rồi giờ bắt đầu nó đau thắt lưng rồi nó tê xuống cái chân nè. Dạ. Rồi cái má hả ha mà nó hơi không có máu não nó không có lên nữa thiếu máu não Trời luôn. ơi, bị thiếu máu não nữa. Mà cái hệ cột sống của cô là có bị gì không? Không không có bị gì hết trơn nhưng mà có một cái là nó bị đau đau thần kinh đỏ Dạ, bị đau cái mông cô mà đau thần kinh tọa là cái hệ cột sống của cô là nó bị vấn đề gì nó mới chèn ép dây thần kinh mạch máu nó mới kéo xuống chân nó chân? bị chèn ép cái dây thần kinh đó. Dạ. Vậy chú cô bác ở đây bác xem cái YouTube của con lâu chưa? Trời ơi, vậy là Mới tới con làm cách đây lập cũng 3 YouTube năm lên rồi. xong rồi mới tới con làm Dạ đúng rồi rồi. má con đi ra rẫy rồi hái rau hồi xưa đó, là chưa có cây ngũ cảo là con đi mất vì sau này con chồng á Dạ đúng rồi. coi lâu lắm Dạ. coi mấy năm Vậy mà coi ba con lâu lắm rồi bây giờ bác có bác xem nhiều bác có biết uống như thế nào chưa? bác chưa có biết uống nhưng mà bác nghe là bà má con hồi xưa mới bắt đầu bệnh á, thì uống cái này hết cái từ từ mới làm thuốc ra cái lan tràn ra hay quá đó mà bác chưa có biết công thức nó uống như thế Trời, nào. dạ cái thuốc này là thuốc gia truyền của bà nội con, là coi như là cũng truyền lại rồi làm cho mẹ con uống á. Thuốc Dạ dạ trong đây thì có đương quy, thuốc cú, hũ chảo, bông ngò gai, nghệ sa cừ, đường phèn đi rượu. Mà bây giờ á có gì một ngày là bác uống 3 lần nha. Một ngày uống 3 lần. Trưa chiều tối hả? Dạ đúng rồi. Là mỗi lần Nhưng á mà là ăn cơm xong rồi mới uống phải không? dạ trước ăn hoặc sau ăn đều được hết đó bác. Dạ, trước ăn hoặc sau ăn đều được hết. Cái Và này uống khoảng bao lâu rồi hay là uống trường kỳ?
Dạ uống khi nào hết thôi, nhưng mà nếu mà hết rồi bác cũng vẫn uống tiếp, tại vì á uống cái này rất là tốt, nó giúp cho mình là ngừa tai biến đột quỵ luôn. Đúng rồi. Dạ, tại vì thôi những uống hết đi rồi, rồi ví dụ mà chưa về kịp thì thằng con nó xuống nó lấy, còn còn về kịp thì xuống thăm con. Dạ. Còn nếu mà bác, nếu mà hôm nay những ca mà nặng nhất á, nặng nhất luôn á nha, nặng mà 30 năm á thì uống 2 lần như vậy. Mà những ca nhẹ nhẹ uống là uống có chừng mấy chai là hết rồi, là hết bệnh luôn rồi. Bác mới bị chừng 3-4 năm nay. Nhưng mà con khuyên bác là nếu mà bác uống hết á, hết bệnh ở ngoài rồi nhưng mà bác vẫn uống tiếp nha, tại vì cái hệ xương của bác là bác hiểu. Dạ. Thì một ngày hồi nãy con nói là một ngày mình uống 3 lần, là mỗi lần từ 15 tới 20 ml nha bà. Dạ, nếu mà có ly uống rượu trắng á thì mình uống một ly đó, còn mà không có ly đó thì mình có cái ly mà cho mấy bé nhỏ nó có cái thể tích đó. Ly chung chung, cái chung á, cái chung á. Dạ. Uống giống như cái chung rượu vậy. Dạ đúng rồi, nếu mà có cái chung rượu trắng trắng thì uống chung nó được rồi. Dạ. Dạ, đâu bác ấy cho con xem cái ly đó. Đang đứng này mới. Anh cứ ngồi đi. Cái ly này nè. À ly đó bự quá. Bự à? Dạ, ly đó là chắc đâu bác cho con xem. Cái ly đó chắc tại bác để gần quá, cái ly đó chắc hơn nửa ly đó xíu à. Gần quá thấy nó bự á. Dạ chắc bác để gần. Dạ. Mà bác uống hơn nửa ly đó. Rồi. Dạ. Đó bây giờ bà con cũng, tại vì con hẹn chia ra, bây giờ cũng xuống, lúc trước là xuống con đông lắm. Biết mà. Dạ bây giờ con hẹn cách ra thôi, xuống từ từ chứ. Trời ơi. Vậy. Dạ. Em ơi em ra em cầm máy quay giùm anh cái em. Dạ chào chị. Chị Dung. Dạ chị ngồi đi để em định hình lại, tại em đang nói tại đông đó, chị ngồi đi. Dạ. Ta nhà chị Út Ngôn á. Dạ. Nè chào. Dạ con chào cô. Cô ở bên Mỹ khỏe không cô? Dạ. Con coi clip con nhiều lắm, con nấu ăn cũng hay quá ha. Bác xem. Bác xem cách đây coi như là hơn 3 năm rồi. Trời lúc ơi. Mà mới làm YouTube tới giờ luôn á. Dạ. Con cảm ơn bác nhiều. Không có gì con. Dạ. Con chủ may thầy gặp đó là may mắn lắm rồi, vợ chồng con có thú uống được khỏe hả? Dạ. Nhưng con cầu mong sao mà bác uống này cho hợp thuốc sớm khỏi bệnh. Cho nhanh khỏi á chứ. Dạ. Dạ. Hầu như là cái dạ. Dạ, thuốc này là chuyên đặc trị bệnh này luôn nên là bác cứ an tâm bác uống nha. Dạ, vậy là bây giờ. Dạ, con cảm ơn bác. Bác cũng giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp bác sớm ở Việt Nam nha. Dạ, 26 tháng mấy bác? Trời ơi, 2026 mới. Dạ dạ. Thôi tới đó là đi về ngon lành nha. Dạ dạ, rồi con chào bác. Dạ. À, để anh ấy cho em. Dạ, tại lúc này cũng hẹn. Bởi vì tranh thủ xuống 8 trước 8 giờ em hẹn chị đó. Dạ dạ. Xong rồi chút có 9 giờ mà bữa nay làm việc tới 9 giờ là tối đa rồi. Dạ. Đây cũng có một người chị là cũng ở nãy nói Hóc Môn. Chị Dung ở Hóc Môn. Rồi để Khánh chia sẻ đây. Đây anh đây anh Tài thì chút xíu thì Khánh cũng sẽ gửi thuốc để cho anh về gửi cho bác ở bên Mỹ ở Cali đó bà cô bác, thì một lần nữa Khánh cũng biết nói gì hơn. À, cũng chúc cho bác là hợp thuốc rồi sớm khỏi bệnh.
Vậy có duyên thì bác về Việt Nam Khánh sẽ chia sẻ thực tế để cho ông bà cô bác xem. Rồi thôi giờ Khánh xin phép là khép chương trình ở đây để tiếp bà con ở trong đây nữa. Rồi chúc mà cô bác là lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an hết luôn. Công việc thuận lợi và thành công luôn ạ. À. Một lần một chung đó. Nhưng mà nếu mà ban đầu á mình uống nửa ly đó thôi để mình xem coi, tại vì thường thường là những cái bệnh mà bên xương khớp là bị thường thường là bị tim mạch hết à, tim mạch với huyết áp hầu như là người nào cũng bị hết á. Dạ, đúng rồi, uống nửa ly thôi xong mình xem cái cơ địa của mình coi có bị phản ứng gì không á. Giờ mình uống đúng liều là một ly đó thôi nha. Dạ. Nếu ba buổi ba ly. Dạ đúng rồi, nhưng mà nãy tại vì trò chuyện với bác cũng hơi gấp á. Trò chuyện gấp quá, em có gì à, anh nói với bác á, là đặc biệt là uống cái cử tối á. Cái cử tối mình để em, mà trước. Em gửi 400 cho cái chú luôn. Dạ, nãy, à cái chú nãy hả? Dạ. Trời, mừng quá. Chú đó vậy là mừng lắm á. Cảm ơn anh. Dạ, trời nãy ảnh thấy chia sẻ cái chú mà xuống đây xin tiền Khánh đi đóng tiền nhà trọ. Rồi ảnh cũng gửi cho 400. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Cầu mong sau gia đình cho bác uống cho mau khỏi bệnh nha anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Dạ, cũng mừng cho hai đứa con luôn, cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình